Xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Shop Hoa Thảo. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn cách hướng dẫn về cách cắm hoa một cái giỏ hoa hồng phối màu trắng và màu đỏ. Thì ở đây mình gồm có 6 cái cành hoa hồng màu trắng đã được gắn lá hồng và có điểm sẵn nha các bạn. Và ở đây là chúng ta có 10 cái cành hoa hồng màu đỏ đã được phối cỏ điểm và lá hồng. Trước tiên thì mình sẽ cắm màu đỏ trước nha các bạn. Chúng ta nhúng keo sữa. Mình sẽ cắm ở phía bên này là 4 cành và phía bên này cũng 4 cành ha. Đây, chúng ta đã cắm xong cái phần hoa màu đỏ và có cỏ điểm và lá hồng. Ở đây thì mình chỉ cắm 8 cành thôi các bạn, còn 2 cành để tí nữa mình mới cắm. Bây giờ mình sẽ cắm tiếp màu trắng hai bên này. Cành hai bên và hai cành ở giữa này nha các bạn. Đây, hai cành hoa đỏ còn lại chúng ta sẽ cắm vào giữa.
cầm cắm giỏ hoa hồng lớn phối màu trắng và màu đỏ. Ở đây thì mình sẽ điểm thêm một cái nơ màu đỏ nha các bạn. Mình đã hoàn thành cái giỏ hoa của chúng ta rồi ha. Chúc các bạn hoàn thành cái mẫu này thành công và hài lòng với cái mẫu hoa phối màu trắng và màu đỏ như thế này nha các bạn. Rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Trong quá trình hướng dẫn cắm một cái giỏ hoa như thế này, các bạn có thắc mắc gì thì cứ thoải mái comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn các bạn lại một cách tận tình hơn ha. Xin chào tất cả các bạn.